Nhà báo có tiếng bất ngờ vén màn con người thật của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sau ồn ào xét duyệt nghệ sĩ nhân dân. Thời gian gần đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vướng ồn ào, gây tranh cãi khi lên tiếng về việc xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự không phục nếu như anh bị trượt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân do đời tư phức tạp và từng dính vào vấn nạn cờ bạc. Bị cư dân mạng chỉ trích vì phát ngôn vạ miệng suốt nhiều ngày, Kim Tử Long đã livestream lên tiếng xin lỗi về những ồn ào đã qua và mong được sự đồng cảm của khán giả. Trước ồn ào này, mới đây nhà báo Song Minh, người có mối quan hệ thân thiết với Kim Tử Long đã có bài viết mong khán giả đồng cảm với Kim Tử Long, đồng thời tiết lộ con người thật của nam diễn viên quen biết kim tử long nhiều năm tôi đủ biết kim tử long là một người nghệ sĩ tài năng hài hước và cực kỳ lành tôi tin chắc chắn một điều việc anh phản ứng không phải vì ganh tị hay bức xúc với các đồng nghiệp được xét tặng danh hiệu nhân dân lần này bởi với tôi và với hàng triệu hàng triệu khán giả tài năng của kim tử long không còn gì phải bàn cãi so với những tên tuổi được xét duyệt lần này kim tử long hoàn toàn xứng đáng Liên quan đến việc xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và những ồn ào xoay quanh đời tư của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nhà báo Song Minh cho biết những thông tin như đánh bạc và có nhiều đời vợ là hoàn toàn không có cơ sở. Còn những thông tin xung quanh về đời tư của anh như do vụ ồn ào đánh bạc năm 2013, do có nhiều đời vợ là hoàn toàn không có cơ sở vì không hề có văn bản nào trả lời cho anh biết, chính vì những nguyên nhân này mà anh bị trượt